Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 19 là 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Dù xếp hạng 21 trên bảng tổng sắp huy chương, nhưng thành tích này chưa đủ để khẳng định vị thế số 1 trong khu vực Đông Nam Á. Đoàn thể thao Việt Nam đã đứng đầu bảng tổng sắp huy chương 2 kỳ SEA Games liên tiếp, nhưng tại ASEAN, họ tụt lại phía sau nhiều đối thủ trong khu vực. Khi thi đấu áp chót, Việt Nam đứng sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore về số lượng huy chương vàng. Đoàn Việt Nam cũng thua về chất lượng huy chương, với chỉ có môn bắn súng là môn thể thao Olympic. Chiến thắng của xạ thủ Phạm Quang Huy trong bắn súng kata đồng đội đã làm nổi bật đoàn Việt Nam, nhưng không đủ để cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á. Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 19 là 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Dù xếp hạng 21 trên bảng tổng sắp huy chương, nhưng thành tích này chưa đủ để khẳng định vị thế số 1 trong khu vực Đông Nam Á. Đoàn thể thao Việt Nam đã đứng đầu bảng tổng sắp huy chương 2 kỳ SEA Games liên tiếp, nhưng tại ASEAN, họ tụt lại phía sau nhiều đối thủ trong khu vực. Khi thi đấu áp chót, Việt Nam đứng sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore về số lượng huy chương vàng. Đoàn Việt Nam cũng thua về chất lượng huy chương, với chỉ có môn bắn súng là môn thể thao Olympic. Chiến thắng của xạ thủ Phạm Quang Huy trong bắn súng kata đồng đội đã làm nổi bật đoàn Việt Nam, nhưng không đủ để cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á.